Thì thời gian qua cái nồi cơm điện của mình đó, nó bị hỏng. Thì sau đây mình xin tháo ra chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm nhỏ để chúng ta sửa cái nồi cơm điện ha. Thì nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình test thử cho các bạn xem coi nó bị hư hỏng như thế nào. Thì mình dùng thời gian á, thì giống như là nó bật là đè nút chuyển qua chế độ nấu nè, đèn ở đây nó không có sáng. Mình bật lên không vậy ha, đèn nó không nhảy ha. Thì sau đây mình mới tháo ra, mình mới tháo ốc ra dưới đít nồi á, rồi mình mới dùng cái bút thử điện mình thử, rồi mình mới dò cái mấy cái mạch của nó, mình coi coi nó hoạt động như thế nào. Mình cũng đâu có biết nhiều về mấy cái điện căn bản này đâu, mình chỉ lấy bút mình dọc chơi thôi. Giờ mình mà dọc thử cho các bạn xem sơ sơ thôi. Nè, có điện nè ha, hôm nay có điện. Thì mình mới thấy ở đây cái nó có cái kết nối khi mà mình bật cái nút nè, đây nè, nó chạm chạm cho nhau. Bây giờ mình thử nha, đó, ở đây không có điện ha, đó, thì mình chạm cái có điện, có nghĩa là cái phần này nó đã bị hở mạch. Thì mình mới thử thôi, vô tình mình thử thôi. Giờ mình ngắt điện ra nè, có con tay các bạn không cảm thấy. Mình dùng có con tay mình vừa quay vừa vừa làm. Nhắc này, cái dây này mình dùng cái dây của máy tính bàn các bạn, rất là bền, điện áp nó cao nó tải nổi. Thì mình mới mới quan sát, mình nhìn sơ bên dưới nè, nên mình tính quay cái chế độ mà có đèn LED rồi, nhưng mà ở đây mình cũng thấy hơi cũng thấy được ha. Rồi mình cho các bạn xem như thế này luôn. À, các bạn thấy cái phần dưới đây không? À, cái chỗ mà quay mình chỉ nè, cái phần này nè, khi mình đè cái phần này xuống thì nó chạm phần dưới, thì nó hai mạch điện nó chạm với nhau, rồi nó làm cho nóng lên cái lò xo, rồi nó đốt nóng làm cho bếp chúng ta nấu được ha. Thì lâu ngày chúng ta đè cái nồi cơm xuống thì cái phần này nó bị hở, nó bị quát ra. Thì chúng ta lấy tay chúng ta bóp lại thôi. Rồi, mình lấy tay ha, mình bóp nó lại, bóp cho nó sát lại xíu. Chúng ta đẩy nhẹ lên đó, chúng ta bẻ nó lên xíu, bẻ lên tầm 2-3 mm thôi các bạn, rồi cho nó sát kết nối, nó sát chạm cái phần trên ha. Đây phần này cho nó, phần dưới này nè, phần thép dưới này cho nó chạm với phần trên này, rồi đó. À, vậy là xong rồi đó. Mình mới nãy mình cũng làm thử, mình thấy hiệu quả nên mình làm cái video luôn, hướng dẫn các bạn. Mình cũng tính mua cái nồi cơm mới rồi đó, nhưng mà may sao dọc mở ra dọc chơi cái phát hiện ra cái kinh nghiệm nhỏ này, thì chia sẻ các bạn luôn. Rồi, mình nhắn vô ha. Rồi giờ nó mình thử lại, mình mở cái bếp lại. Rồi bây giờ có đèn nè, đèn này chế độ hâm đó các bạn. Mình đã bỏ cái nồi mình lên ha, mình đặt nè, đây thì là cũng chưa hiệu quả các bạn. Giờ là cái phần nãy nó chưa khích ha. Rồi, mình gỡ cái dây điện ra đi, mình quên chuẩn bị cái CB, như nãy mình gắn cái công tắc qua cái CB lỡ lại rồi. Lỡ rồi thôi, giờ mình đỡ quay cái video rồi mình làm luôn cho nó tiện. Thì giờ mình ấy lại ha, mình đè cái phần dắt nó lên cao hơn xíu, do nãy mình làm được rồi, bây giờ mình test lại cái mình sẽ bẻ xuống, giờ mình phải làm lại từ đầu. Giờ thử các bạn gắn vô thêm cái dắt này. Cái này các bạn làm cũng được tại nhà mà ha, tháo ra rồi cái này đúng vào thôi. Đấy, giờ nó ấy nè, giờ anh bỏ cái bếp lên nè. Đây rồi, ok, ngon lành. Vì là anh ta đợi là nấu cơm chín ăn thôi các bạn. Rồi, rất là ổn nha các bạn, chỉ hở cái phần mập đó thôi các bạn ơi, không gì phức tạp đó ha. Thì cái phần đáy á, phần đáy thì mình chỉ gỡ cái ốc ra thôi, có ba con ốc thôi đây. Gỡ chúng ta dùng cái vít lên nè, đơn giản thôi.
vít ba ke ha. Chúng ta gỡ ra rất là nhẹ nhàng rồi, thì đó các bạn nấu bình thường thôi ha. Rồi mình gắn sơ vô cái nồi lên cho các bạn xem. Rồi. Đó. Bỏ ốc lên mình gắn thôi. Cái nắp này cũng dễ mở mà, không có gì phức tạp đâu. Rồi thế là xong, ta có cái nồi nguyên dạng, có nồi cơm hoàn chỉnh rồi. Rồi bắt đầu mình để mình nấu thôi. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.